chưa ở cùng anh chị em. Giờ cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi đến ngày sinh, bà Elizabeth sinh hạ một con trai. Láng giềng bà con nghe biết Chúa đã tỏ lòng nhân hậu lớn lao đối với bà, liền đến chúc mừng bà. Ngày thứ 8, người ta đến làm phép cắt bì cho con trẻ, và họ lấy tên Zacharia của cha nó mà đặt cho nó. Nhưng bà mẹ đáp lại rằng: không được, nó sẽ gọi tên là Gioan. Họ bảo bà rằng: không ai trong họ hàng bà có tên đó. Và họ làm hiệu hỏi cha con trẻ muốn gọi tên gì. Ông xin một tấm bảng và viết tên nó là Gioan. Và mọi người đều bỡ ngỡ. Bỗng chốc lưỡi ông mở ra và ông liền chúc tụng Chúa. Mọi người lân cận đều kinh hãi, và trên khắp miền núi xứ Judea người ta loan truyền mọi việc đó. Hết thảy những ai nghe biết đều để bụng nghĩ rằng: con trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Vì quả thực bàn tay Chúa đã ở với nó. Con trẻ lớn lên mạnh mẽ trong lòng, nó ở trong quan địa cho đến ngày tỏ mình ra cùng dân Israel. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Ông bà anh chị em thân mến, khi suy gẫm về cuộc đời của Thánh Gioan Bautista, Đức cha Gioan Bautista Bùi Tuần đã tìm ra những nét rất đặc biệt trong cuộc đời của Thánh Quan Thầy. Nghe nói cái đặc biệt thứ nhất trong cuộc đời của Thánh Gioan Tiền Hô, đó chính là được sinh ra bởi tình yêu của Thiên Chúa, bởi nhiệm lạ khi cha mẹ của Ngài đã già nua và bị mang tiếng là hiếm hoi. Cặp vợ chồng già Zacharia và Elizabeth đã hạ sinh một người con, đó là con cầu, con khẩn. Và điều lạ thứ hai, đó chính là Thánh Gioan Bautista đã được thánh hóa từ trong lòng mẹ, như trong bài đọc thứ nhất mà chúng ta vừa nghe khi nãy. Chúa đã thánh hóa tôi, chọn gọi tôi từ trong lòng mẹ. Lời tiên tri Isaiah đó là lời thật được thực hiện nơi Thánh Gioan Tiền Hô mà chúng ta mừng lễ hôm nay. Do bởi cuộc viếng thăm của mẹ Maria, và đó là giây phút hết sức quan trọng giữa đấng cứu thế vừa được thụ thai trong lòng Đức Trinh Nữ Maria, như lời sứ thần truyền tin. Để cuộc gặp gỡ đó như là một lần thánh hiến mà Thánh Gioan Tiền Hô đã lãnh nhận. Cho nên được sinh ra bởi một phép lạ và được thánh hóa trong một giây phút hết sức đặc biệt. Và rồi điều lạ thứ ba, đó chính là việc đặt tên cho Gioan. Việc đặt tên Gioan mà chúng ta cũng vừa nghe trong tin mừng Thánh Luca. Bởi một tên gọi không thuộc dòng dõi, đó là điều rất lạ lùng đối với thói quen hay phong tục của người Do Thái. Tuy nhiên,
sứ thần đã nói với thân sinh của Thánh Gioan Tẩy Giả là Zacharia, phải đặt tên cho ông không phải là Zacharia nào đó, nhưng mà phải là Gioan. Và ý nghĩa của tên Gioan được Thiên Chúa yêu thương đã thể hiện một cách hiển hiện nơi con người ngôn sứ này. Và điều lạ tiếp theo đó chính là Chúa đã huấn luyện ông trong một khung cảnh sống rất đặc biệt, sống ở trong quan địa, để năm này tháng nọ đào luyện con người của mình trở nên vị ngôn sứ của cầu nguyện và của chiêm niệm. Và để làm gì? Khi Chúa đã chuẩn bị cho Thánh Gioan tiền hô, thưa, để rao giảng một sức mạnh của lòng sám hối, để rao giảng niềm hy vọng cho muôn dân họ sẽ gặp được đấng cứu thế và họ sẽ được ơn cứu rỗi. Đó là sứ điệp cao trọng và cũng có thể nói là tất cả hay là cuối cùng của Thánh Gioan Tiền Hô mà chúng ta mừng sinh nhật của Ngài hôm nay. Trong sự chuẩn bị rất đặc biệt đó, để Thánh Gioan có một cuộc đời và có những lời minh chứng về chân lý tình yêu, chân lý cứu độ, chân lý của niềm hy vọng mà chúng ta được phép nhắc đến hôm nay. Ông bà anh chị em rất thân mến, chúng ta có thể nói Thánh Gioan Tiền Hô chính là một vị ngôn sứ rất nổi tiếng. Ông sống giữa một thời khắc rất đặc biệt, đang khi dân Thiên Chúa, dân Israel đang trông chờ một ơn giải thoát dưới ách đô hộ của bọn đế quốc, để ông rao giảng một đấng cứu thế đến, đem tình yêu hơn là một sức mạnh trần thế. Và giữa sự khó khăn của một đất nước, xã hội đòi hỏi như thế đó, thì Thánh Gioan đã lấy cuộc đời của mình, đã lấy cuộc sống của mình trở nên một nhiệm lạ, để cho muôn dân thấy rằng ông rao giảng một đấng cứu thế thật đến với muôn dân, sống bằng tình yêu và cũng chết cho tình yêu, để phục sinh trong tình yêu và để cứu chuộc con người cũng chính tình yêu cứu rỗi đó. Tuy nhiên, Thánh Gioan đã không tự hào về những gì mình đã được, nhưng Ngài không tự hào vì ơn Chúa ban cho bằng sự khiêm tốn của Ngài. Và con đường sống hay khẩu hiệu sống của Thánh Gioan mà chúng ta cũng đã vừa nghe trong bài đọc thứ hai: đấng đến sau tôi sẽ cao trọng hơn tôi, và tôi không xứng đáng cởi quai dép cho người. Và thêm một khẩu hiệu sống nữa: tôi phải nhỏ đi, Chúa mới lớn lên trong tôi. Hay nói ngược lại thì đúng hơn: Chúa lớn lên trong tôi, còn tôi phải nhỏ lại. Tôi chỉ là tiếng kêu trong quan địa, còn đấng cứu thế đến sau tôi. Và cũng từ đó, con đường sống khiêm nhượng đã trở nên một ánh sáng soi chiếu cho mọi người trong cung cách sống của ngôn sứ mang tên Gioan Tiền Hô. Ông bà anh chị em rất thân mến, trong sự khiêm nhường của Thánh Gioan, tôi xin được phép kể lại câu chuyện đã được ghi chép ở trong tạp chí mang tựa đề Truyền Bá Đức Tin. Đã có lần kể câu chuyện về một ông cụ người Ấn Độ, thời còn niên thiếu, thời trai trẻ, ông có một cái cuộc sống rất là phóng túng, cà phê, thuốc lá, rồi kể cả rượu mạnh. Nếu không dám nói là ông
đã từng ăn chơi. Tuy nhiên trong một lần nọ thì ông có dịp đọc trên mặt báo kể về những tấm gương sống của những người đã từng giúp cho các chúng sinh ở trong đại chúng viện. Thế rồi kèm ở dưới bài báo đó thì có lời kêu gọi giúp cho giáo phận nghèo để nuôi các chúng sinh. Tưởng rằng đọc cho qua, thế rồi người thanh niên lúc đó cũng để cho nó trôi đi. Nhưng tự dưng một buổi trưa nọ đang nằm nghỉ thì ông sực nhớ lại mấy hôm trước mình đã đọc được những tin tức kêu gọi giúp cho một giáo phận nghèo nuôi chúng sinh trong ơn gọi. Thế là ông ta đi tìm đến địa chỉ. Lúc đầu ông gửi thật là ít tiền và ông cảm thấy vui khi làm công việc này. Rồi dần dần, những năm tiếp theo, ông gửi nhiều hơn. Và thế là nó trở thành một thói quen giúp đỡ cho việc tốt, đó là nuôi nấng các chúng sinh ở trong chủng viện, trong một giáo phận nghèo. Đến khi ngày sinh nhật 85 tuổi của ông, người ta phỏng vấn ông: "Thưa ông sống cho đến từng tuổi này, điều gì làm ông tâm đắc và hạnh phúc nhất?" Nhưng cái điều hay, thưa ông và anh chị em, đó là khi ông làm việc lành, ông giúp đỡ bằng những đồng tiền rõ ràng như vậy cho các chúng sinh, thì ông cũng chẳng nói ai, ông cũng chẳng khoe cho ai cả. Thế thì ông trả lời cho mọi người đứng chung quanh: "Điều mà cho đến hôm nay tôi vui nhất đó là mấy chục năm rồi tôi đã góp sức để nuôi nấng ơn gọi tu trì. Và cho đến hôm nay, nếu tôi nhớ không lầm, là đã có 30 linh mục xa gần mà tôi đã từng giúp. Và tôi hứa tôi sẽ góp hết sức mình những gì tôi có thể cho đến khi Chúa gọi tôi về với Chúa." Vâng, thưa ông bà anh chị em, một cách sống hay là một bài học mà chính cụ già này có thể nói đã học nơi Thánh Gioan Tiền Hô mà chúng ta mừng sinh nhật hôm nay, đó là ông dám nhỏ đi, chịu mất mát đi một phần gì đó để Chúa được lớn lên, để những con người phụng sự Thiên Chúa được có cơ hội sống đời tu và trở thành những ngôn sứ phục vụ. Có phải chăng hay ước muốn cho mỗi người chúng ta lý tưởng sống, hay hơn một chút nữa lẽ sống, một đòi buộc ở nơi mỗi người chúng ta, đó là một luật sống cho chúng ta. Thì chúng ta mừng lễ Thánh Gioan ngày hôm nay, Thánh Gioan đã để lại cho chúng ta một hình ảnh rất đẹp, đáng ghi nhớ, đáng trân trọng, để chúng ta sống tất cả cho Thiên Chúa như Ngài đã sống, hay như cụ già đã sống tất cả cho một sự thành công ở trong đạo đức, ở trong hiến dâng, ở trong hy sinh và ở trong sự cho đi. Xin Thánh Gioan Tiền Hô là đấng rất cao trọng, như chính Chúa đã từng nói: "Con cái được sinh ra ở trong lòng mẹ, không ai cao trọng bằng Gioan Tẩy Giả." Thế nhưng Ngài rất khiêm nhường để trở nên tấm gương sáng cho chúng ta. Xin Ngài cầu bào cùng Chúa cho mỗi người chúng ta cũng luôn biết sống khiêm nhu trong đời sống hàng ngày của mình.